Xin chào tất cả các em, rất vui lại được gặp các em trong video này. Vấn đề hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một vấn đề ở chương trình hóa lớp 8, đó chính là bài đơn chất, hợp chất và phân tử. Bài này nhìn vào thì tuy là rất đơn giản, nhưng nếu các em không hiểu được bản chất của đơn chất, hợp chất, phân tử thì các em sẽ gặp không ít khó khăn khi giải bài tập. Trước tiên cô sẽ đi vào phần khái niệm của các đơn chất, hợp chất và phân tử khối. Trong phần phân tử cô sẽ chọn ra phần phân tử khối, tại vì phần này là phần quan trọng nhất. Vậy thì đơn chất được định nghĩa như thế nào? Đơn chất là một cái chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học thôi. Được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Thì cô ví dụ như nhôm được tạo nên từ một nguyên tố nhôm thì gọi là đơn chất. Lưu huỳnh được tạo nên từ một nguyên tố lưu huỳnh thì được gọi là đơn chất. Lưu ý lại là chỉ một nguyên tố thôi nha các em, không xuất hiện nguyên tố thứ hai, được chưa? Rồi qua khái niệm hợp chất thì hợp chất là một cái chất được tạo nên từ hai hay là nhiều nguyên tố hóa học, nghĩa là từ hai nguyên tố trở lên là được gọi là hợp chất. Rồi tiếp là phân tử khối. Phân tử khối là một cái phần cực kỳ quan trọng để dành cho sau này mình sẽ đi tính những cái bài tập về tính khối lượng, tính số mol vân vân, thì tất cả mình phải biết về cái phân tử khối này ha. Mình phải biết tính phân tử khối. Nếu bạn nào mà không tính được phân tử khối thì coi như sẽ là bị mất căn bản trong chương trình hóa, được chưa? Vậy bây giờ cô có một cái hợp chất là AX, BY và CZ. Cái này cô đại diện hợp chất này thôi, còn khi mà các em áp dụng sẽ có từng cái chất cụ thể, được chưa? Cô có chất là AX, BY, CZ. Với X, Y, Z chính là hệ số của từng cái nguyên tố này ha. Vậy muốn tính phân tử khối ký hiệu là chữ M lớn các em ha. Muốn tính phân tử khối thì đầu tiên các em sẽ lấy hệ số của nguyên tố A nè là X ha. Các em nhân cho nguyên tử khối của cái chất A chính là MA, cộng Y nhân nguyên tử khối của B là MB, cộng Z nhân nguyên tử khối của C là MC. Các em cộng lại. Lưu ý hệ số và nguyên tử khối là nhân chứ không được cộng. Có rất nhiều bạn sai ngay chỗ này, bạn lấy A cộng X là sai, phải là A nhân X ha, hoặc là X nhân cho MA. Rồi giữa cái nguyên tố thì các em mới cộng thôi ha, cộng ở đây ha. Còn hệ số nhân với nguyên tử khối từng nguyên tố thì các em sẽ nhân, được chưa các em? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào từng ví dụ để mình có thể hiểu hơn về phần đơn chất, hợp chất và phần phân tử khối. Cô có bài tập số 1 thì hãy chỉ ra đâu là đơn chất và hợp chất. Ở đây cô có hiđro, oxy, AnL2SO4 3 lần độc là nhôm sunfat, FeCl2 độc là sắt 2 clorua, S là lưu huỳnh, Fe là sắt, khí carbonic, SO3 và clo. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra đâu là đơn chất và hợp chất. Thì mình phải nhớ lại, đơn chất là chất được cấu tạo nên từ một nguyên tố ha, và hợp chất là từ hai hay nhiều nguyên tố ha. Bây giờ mình sẽ ghi đơn chất, mình sẽ giải ra nha. Đơn chất, hợp chất. Rồi, xét đầu tiên cô sẽ xét hiđro trước. Hiđro là các em nhìn nè, chỉ bao gồm một nguyên tố hiđro ha. Có nguyên tố nào khác không? Không, chỉ có một nguyên tố hiđro thôi. Nhưng mà ở đây là số 2 dưới này. 2 nghĩa là gì? Là hai nguyên tố hiđro liên kết với nhau thì nó vẫn là nguyên tố hiđro và không có nguyên tố nào khác. Vậy thì nó sẽ được xếp vào đơn chất. Có nhiều bạn đang phân vân nói là ủa cái đây là có hai, vậy là hai hiđro thì đâu còn là đơn chất, là sai nha các em. Đơn chất nó được có vào từ một nguyên tố chứ không phải là hai. Cái này là một nguyên tố hiđro ha. Hai nguyên tố hiđro liên kết với nhau thì nó cũng là nguyên tố hiđro chứ nó không xuất hiện nguyên tố khác. Rồi oxy, đây là hai nguyên tố oxy ha, thì cũng được tạo nên từ nguyên tố oxy mà thôi chứ không có nguyên tố khác, thì nó là đơn chất. Rồi tiếp tục các em nhìn nè, nhôm sunfat các em nhìn thấy nè, thứ nhất là có nguyên tố nhôm, thứ hai là lưu huỳnh nguyên tố oxy nữa, thì nó phải là hợp chất AL2SO43 lần. Tiếp tục ở đây là FeCl2, các em nhìn thấy ngoài nguyên tố sắt còn có nguyên tố clo, vậy thì nó là hợp chất.
Rồi nguyên tố lưu huỳnh chỉ một mình nó là đơn chất. Nguyên tố Fe một mình nó là đơn chất. Khí carbonic, à vậy khí carbonic thì các em phải biết là nó được cấu tạo từ những nguyên tố nào. Khí carbonic thì chính là khí CO2. Khí CO2 mà CO2 được cấu tạo nên từ nguyên tố carbon và nguyên tố oxy là 2 trở lên rồi, vậy nó chính là hợp chất. Khí SO3 mình nhìn được cấu tạo từ nguyên tố lưu huỳnh và oxy thì nó là hợp chất. Tiếp tục khí clo thì mình thấy chỉ duy nhất có một nguyên tố clo trong đây thôi nên là nó chính là đơn chất. Rất là dễ dàng. Các em cứ nhớ một nguyên tố thôi, chỉ một nguyên tố mà không xuất hiện nguyên tố nào khác thì nó là đơn chất. Còn nếu từ hai nguyên tố trở lên thì gọi là hợp chất, được chưa các em? Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em qua bài số 2. Bài số 2 là viết công thức cấu tạo và tính phân tử khối ha. Vậy, thứ nhất mình có là người ta cho là một canxi, một carbon và ba oxy liên kết với nhau. Người ta kêu mình viết công thức hóa học thì mình sẽ viết công thức hóa học ha, sau đó mình sẽ tính phân tử khối. Vậy một canxi thì cô ghi là Ca. Một carbon thì cô ghi là một carbon. Ba oxy thì cô điền vào O3. Đó, thì công thức này là CaCO3 độc là canxi carbonat hay còn gọi là đá vôi. Vậy bây giờ mình sẽ đi tính phân tử khối. Phân tử khối mình sẽ ký hiệu là M lớn của CaCO3. Vậy phân tử khối tính bằng cách nào như công thức hồi nãy cô đã nói rồi. Mình sẽ lấy hệ số nhân với nguyên tử khối của từng nguyên tố. Vậy nè các em nhìn ở đây. Sẽ có một nguyên tử canxi, một nguyên tử carbon và ba oxy. Vậy hệ số đi với canxi là 1 thì mình lấy 1. Mình nhân với lại nguyên tử khối canxi là 40 các em. Con số này là trong sách giáo khoa cho sẵn ha. Rồi, carbon các em nhìn thấy carbon ở đây có mấy carbon? Một carbon thì các em lấy 1. Các em nhân cho nguyên tử khối carbon là 12. Rồi. Các em nhìn vào đây là các em thấy là ba nguyên tử oxy. Vậy các em lấy 3 nhân cho nguyên tử khối của oxy là 16. Rồi các em sẽ tính ra. Các em lưu ý nha. Những phép toán cộng nè, phép toán nhân thì mình lưu ý hệ số mới nhân với phân tử khối, sau đó là cộng từng nguyên tố với nhau, được chưa? Thì 1 x 40 là 40, 1 x 12 là 12, 3 x 16 là 48. Vậy mình cộng lại hết sẽ ra là 100. Vậy phân tử khối của canxi carbonat là 100 DVC, đơn vị carbon. Được chưa? Tiếp tục, một nitơ và ba hiđro liên kết với nhau. Một nitơ thì cô ghi lại là một nitơ. Ba hiđro thì cô ghi là H3. Vậy công thức của cô là NH3, có tên là amoniac ha. Bây giờ cô sẽ đi tính phân tử khối của NH3 này. Cũng vậy các em sẽ lấy hệ số của nitơ là 1 ha. Vậy các em 1, các em nhân với lại nguyên tử khối nitơ là 14. Các em cộng cho hệ số của hiđro là 3 nhân với nguyên tử khối của hiđro là 1. Những cái nguyên tử khối này trong sách giáo khoa cho sẵn hoặc là trong đề thi sẽ cho sẵn ha. Mình không cần nhớ, nếu các em nhớ được thì các em càng tốt, mình sẽ làm nhanh bài tập hơn. Và nếu bạn nào nhớ không được thì mình sẽ cố gắng nhớ để mình làm toán nhanh hơn, hoặc là ở trong đề thi người ta sẽ cho sẵn ha. Và bây giờ mình sẽ tính 1 x 14 ra 14, 3 x 1 ra 3, vậy 14 cộng 3 ra 17 DVC. Được chưa? Rồi, vậy ví dụ cuối cùng. Hai hiđro, một lưu huỳnh và bốn oxy liên kết với nhau. Hai hiđro thì cô sẽ điền là H2. Một lưu huỳnh cô điền vào S và bốn oxy cô điền là O4. Vậy công thức sẽ là H2SO4. Có tên là axit sulfuric. Axit sulfuric. Axit này là sẽ là rất quen thuộc trong cái chương trình mà các em học từ lớp 8 đến lớp 12. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đi tính phân tử khối của axit này nhé. Phân tử khối ký hiệu là M của H2SO4 bằng phân tử khối H2SO4 sẽ bằng. Rồi bây giờ cô sẽ lấy hệ số của hiđro là 2 nhân với nguyên tử khối hiđro. Vậy cô có 2 nhân cho nguyên tử khối hiđro là 1. Cô cộng cho 1 lưu huỳnh nhân nguyên tử khối lưu huỳnh là 32. Vậy 1 nhân 32
cô cộng cho 4 nguyên tử oxy, nghĩa là 4 nhân cho nguyên tử khối của oxy là 16,4 nhân 16. Rồi bắt đầu mình bấm máy ha, hoặc mình tính nhẩm được càng tốt, thì ở đây sẽ ra là 98 DVC. Đã, ha. Thì cô đã hướng dẫn các em xong bài thứ hai là viết công thức hóa học và tính phân tử khối. Thì rất đơn giản các em, đây là kiến thức gọi là kiến thức cơ bản mà tất cả các học sinh khi bước vào chương trình lớp 8 thì các em đều phải biết những kiến thức này ha. Thì cô đã hướng dẫn sơ lược về các bài tập đơn chất, hợp chất và phân tử khối. Cô hy vọng là qua bài học này các em sẽ hiểu hơn về phần đơn chất, hợp chất và phân tử khối để các em có thể lấy được điểm cao trong các bài tập sắp tới. Nếu các em thấy những video của cô thật sự bổ ích thì các em hãy like, subscribe và tương tác để làm động lực cô sẽ ra tiếp những video tiếp theo nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong video lần sau.